Có cái thư nào không? Đây mẹ xem nào. Thư hay cái gì đấy? Chị con này mặc đồ mới. Ô, đây không phải là túi rác đâu con ạ. À, cái túi này là túi để đựng đồ. Hàng năm là người ta hay để những cái túi này ở đây để mình cho đồ mà mình không dùng đến, quần áo các thứ ấy, đồ chơi nữa. Người ta đến thu mang đi làm từ thiện. Hiya. Đâu mẹ xem nào. Đây, mẹ phủ đi cho. Kiến. Kiến. Con, ô con. Xong rồi. Anything else? Rồi. Còn nữa không? Em mặc đồ mới. Hết rồi à? Em tự lấy túi. Bây giờ đi nhóm chơi nhá. Chào buổi sáng ngày mới tất cả mọi người. Ba mẹ con Sói Chiếc đi nhóm chơi đây. Lâu lắm rồi. Phải 2 tháng, 3 tháng rồi nhờ. Mẹ con Sói Chiếc mới đi nhóm chơi đấy. Em Chiếc hào hứng lắm. Đi nhá. Rafi ready? Anh Sói coi như là bây giờ lớn nhất ở nhóm chơi rồi đấy. Are you ready, Raphael? Are you ready? Yup. Let's go. Go, go, go. Go, go, go. Trời nắng đẹp lắm. Trời nắng đẹp lắm. I'm good. Why am I not good? I'm good, mommy. Good, mommy. Yeah. Thank you, Rafi. Váy mới thích quá. Đi đi. Nào, cầm tay mẹ không? Dạ. Cầm tay mẹ nào. Đi thôi. You're not cold. Anh phải mang Lego đi thì phải nhớ mang về nhá. Yeah. Weehee, lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi mới được đi play group. Come on, Jojo. Run. Cười. Yeah. Phải đi đường vòng rồi. Cái cửa kia không mở nữa. Chạy cẩn thận nhá. Em biết đường đi đấy. Em biết lối vào đấy. Come on, go say hello Chanel. Quick. Ta-da! Con cắt hẳn ra. À, cho mẹ mượn cái đấy. Đây này, con phải cắt hẳn xuống thế này. Head, shoulder, knees and toe. Knees and toe and eye. And ears, mouth and nose. Ta-da! Chưa đến bài mà em Chích thích nên là em chưa vào để hát với mọi người. Ở trong nhóm chơi thì Sói không chịu ngồi một chỗ được quá 2 phút. Em Chích cũng thế. Chạy loang quang nghịch đủ thứ. Bây giờ ra khuôn viên chơi nè. Open. Open, pull. Rồi pull. Pull back. This is broken. No, it's not. Way. Chơi một tí ở đây. Sang sang về nhà Zachary chơi nhỉ? Wee. You wanna go down? This way.
say, woo! Come on. One, two, whee! Chị Bella hôm nay đi học, chị đi học cả tuần. Nên là chị chỉ loanh quanh chơi trên này thôi, hoặc là chơi với anh Jack và anh sói. Someone ring the bell, do we? Hello? Nào để xem nào, mẹ xem là ai đang bấm chuông. Hello? Anna? Thấy mẹ đi ra đấy là cũng phải đi theo. Nào. Trời. Bác ơi nào, mang cái này đến cho mẹ Dewey. Yeah. Nào. Sói đi một vòng mẹ xem nào. Go. Push. Cố lên nào. Ok, mommy help. Go. Wow. Drive straight. Turn, turn, turn. Woohoo. Maybe over there. Con phải vòng đường kia chứ. Lần đầu tiên sói đi xe đạp. Đi thử xe của chị Bella. Còn Jack thì điêu luyện quá rồi. Go, 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 turn. Wow, okay, go straight. Need a little bit of push? Okay, okay, there we go. A bit push. Oh, Jack, you're stuck here. Okay, go. Oh, too fast. Hang on a minute, hang on, stop, stop. You two need to stop here first. When I say one, two, three, you go, okay? One, two, three, go. Wow. Yeah, maybe Zachary can help you a bit. Okay, here you go, go. Go, 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 Ruffy, go, go, go. Well done. Woohoo. Sao cái xe của em cứ tí nó lại dừng lại thế nhỉ? Wow. Good job, go Zach. Wow, wow, wow. Go lên, go lên. Woohoo. Well done. You reach to the end. High five. Woo. Well done, Zach. Ruffy. Well done. Thế này là mua xe cho em được rồi này. Mua cho em cỡ nhỏ hơn một xíu. Water, water, bottle, water, over here. Thank you.
thấy mẹ dùng rượu môi cũng con cũng muốn. Xong là phải tự tự con thoa cơ. Wow. Mua. Mua mua. Oh good. Mua mua. Wow. Oh good. Ban ngày nóng như thế nhá, mà đến chiều lại lạnh rồi, mẹ em phải mở điều hòa nóng trong nhà đấy. Được chưa? Mẹ xin trả. Water thì đưa cho mẹ cái kia đã. Thì mẹ đưa water cho. Không xem tivi, không ra kia ngồi xem tivi với anh sói à? Water này là của anh sói cơ mà. It's right for water. Cái gì? Con muốn cái gì? Con nói con muốn dưỡng môi. Mẹ ơi, hát mẹ nghe. Hát đã. Rồi rồi. Eating sugar. Open your mouth. Oh. À à à. Ta-da. Nhá. Một tí thôi nhá, một xíu thôi nhá. Little. Very little. Very wee. Ooh. Xong môi phải như nào? Đúng rồi, mẹ xin. Của mẹ chứ? Của mẹ chứ? Của Zoe à? Yes, Zoe. Mua. Đúng rồi. Yeah. Là lực được quần áo của mấy ba con rồi. Nồi cơm đặt rồi. Bây giờ mẹ em đi xào rau với lại rang tim gan gà để ăn tối. Ăn cơm với tim gan gà. Sói thích toàn nghĩ tim gan gà là thịt á. Chỉ biết đấy là meat. Nên mẹ em cũng để kệ luôn. Hai anh em ăn. Sói thích ăn tim nhá. Thích ăn tim rang mắm. Tim gan gà vừa bỏ ra giã đông đây này. Còn rau để xào thì là xào rau broccolini. Yeah. Món sở trường của hai anh em. Broccolini. Oh, có cái rổ. Nhưng mà mẹ em lười. Thế là để ở cái đĩa này. Ê, thôi biết ngay mà. Tỏi để xào rau đây. Với cái rau này ấy thì mình xào rau trước, sau đấy mới cho tỏi vào. Nóng chưa? Đảo đảo cho đều mỡ. Xong là phải đậy vung vào ngay. Để cho nó hấp hơi cái nước nó ra ấy. Cái nước của rau ra. Làm chín cái rau này này. Đấy. Đậy ngay vung lại. Hai anh em vẽ vào lợn. Nên là bây giờ em Trích phải ngồi để lau. Lau sạch đi con nhá. Từng tí một lau sạch đi. Wow, good job. Đấy, cũng đan. Sạch đấy chứ. Đan đâu mà đan? Dưới cằm em này, chân lưng em này, miệng em này. Lau đi, lau sạch sẽ đi. Hồi bé anh sói vẽ lên tường, mẹ em cho ngồi lau tường hơn một tiếng đồng hồ luôn. Cứ ngồi lau thôi. Xong rồi ngẩng lên nói với mẹ là mẹ ơi lau mãi nó không sạch. Thế là biết lần sau không dám vẽ lên tường nữa. Đây nữa này, này. Đấy. Lau sạch sẽ đi. Lần sau không vẽ nhá. Đây này, vẫn còn này. Trên lưng em vẫn còn 3-4 vạch, một vạch ở mông này nữa. Chưa, miệng em đâu? Miệng đâu? Cái vết hồng hồng trên trên mu bàn tay của em Trích á.
là giấu ở nhóm chơi. Nào đâu mẹ xem nào. Này này, đây này, này này. Ew, look. Rồi look, look, look. Ew. Lau sạch sẽ đi. Nói xin lỗi em đi. Sorry Piki đi. Chơ chơ. Hết chưa? Em sạch chưa? Đây dưới cổ em. Đây chỗ này. Vẫn còn bẩn. Ơi, thở dài. Miệng em đã sạch chưa? Thế thơm em nào. Thơm em. Nói sạch rồi đấy. Ok. Give Piki a kissy. Sạch rồi đấy. Zoe. Done. Done. Không, con phải nói sạch sạch rồi. Ôi, I'm nursed. Con là y tá. Done. Sạch chưa? Sạch chưa? Mắt thì liếc liếc chứ. Y tá mà mắt liếc à? Liếc ngang liếc dọc thế à? Đi đi đi. Đấy. Cái nước của rau nó tự hấp hơi lên nhá. Bây giờ cho gia vị vào, xong cho tỏi vào thôi. Ôi. Là xong. Để cái này ở đây cho ăn tuần. Tí thì nó trượt xuống dưới chân mẹ em. Em lợn được lau sạch sẽ xong rồi lại còn nhấp nháy kìa con kìa. Rồi lực. Em lợn được lau sạch sẽ xong em còn nhấp nháy kìa. Ơ, thôi. Cái nhấp nháy đấy thi thoảng. Kiểu để lâu á. Gõ gõ thì lại nhấp nháy. Đây này, cái ở trong bụng em lợn á. Đấy, wow. Wow. Oh, pretty. Con lợn này mình mua cho sói chích hồi cả nhà ở Sydney á. Mua ở Miniso. Mini show. Wow. Gõ nhá. Bình thường là đập bụp bụp thế này là em nháy nháy thôi nhỉ. Đó, hôm đấy mang về khách sạn, úi dùi, hai anh em thi nhau cười khanh khách. Thôi nhà. Em trích xử lý cơm với rau trước nào. Rafi, you want tin tin? Cơm với rau trước. Broccoli nè. Tim vegan chín, mẹ em bỏ ra sau. Nam 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 nam. Rafi want tin tin. Tin tin cơm nhé. Ôi dùi dụi dọ. Ôi, em bé à, em bé mà dụi dọ. Còn ba em thì vẫn còn cá. Cá hồi sông khói đây. Để ba em ăn với cơm. Ba em đang trên đường về rồi. Sao? Không, giờ này là giờ ăn tối. Chocolate custard là ăn tráng miệng. I'm not hungry. Đúng rồi. Ăn bao nhiêu là dim sum với chicken nugget thì làm sao mà đói được. I'm not hungry. Ok, high five. So you wait for daddy then. Đợi ba về ba lấy cho. I have to do some exercise. Exercise, yeah, can you do it then? Nào anh sói do exercise mẹ xem nào. Wow. Wow, Rafi. Ôi em chống đẩy thật này. Wow. You are good. Wow. That's make you strong. 5, 6, 7. How about your leg? How about your leg? Up and down. Woo, 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 woo. Hey, woo, woo, wee, wee. 21, 22, 23, 25. Wow. And then your arm. 1, 2, 3. Wow, exercise. Không được ở đâu đấy. Good job. Yay. Tình yêu với rau của sói chích rất là lớn. Tình yêu với rau củ. Quay đây mẹ xem nào. Ngon nhỉ. Ôi dồi ôi, cắn hoa. Ôi, mùi hoa dập liễu luôn.
Ui. Ngon chết nhỉ. Mai là lại cuối tuần rồi. Thời gian trôi vèo 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 vèo. Cái chỗ siêu thị mua sắm các thứ ở gần nhà mình ấy, ngày mai khai trương này. Khai trương thì có cái gì đâu nhỉ? Chắc là chỉ có lễ khai trương rồi là các dạp hàng có giảm giá chào mừng khai trương thôi. Để xem ba sáu chị có muốn đi không. Thì cả nhà đi bộ, đi bộ lên đấy thôi. Nếu không thì lại đi đâu đấy chơi, cho trẻ con xuống biển chơi chẳng hạn. Cho trẻ con xuống biển chơi scooter, đi xe đạp. Mẹ con sói Chích hẹn gặp lại mọi người ở vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam mọi người nhá. Bye.